cái đơn này các bạn ơi, cái đơn này là mình phải vô trong siêu thị Gresemon đó, trung tâm thương mại Gresemon để mà mua. Siêu thị này và cái quán của nó là quán Miss Fresh, trung tâm thương mại Gresemon. Mua cái món gì đây mà toàn tiếng Anh, Herbal Rally số 1 size M 69.000, gieo đến là Tân Thuận Đông quận 7. Ok, mình sẽ gọi khách thử à. Mình sẽ gọi khách. Dạ, alo, mình đặt Grab Food phải không chị? Dạ, dạ, chị ơi, chị nhắn giùm em thêm cái chữ Y dài vào trong tin nhắn Grab á, sẽ được tặng thêm một phần cà phê phố chị. Dạ, dạ, cảm ơn chị nha. Dạ. Đơn này là khách trả thẻ rồi, yên tâm, mình cứ tới mình mua rồi, lát nữa là tiền nó sẽ tự chạy vào tài khoản luôn các bạn. Ok baby, giọt thôi. Nằm đâu ta? Kiosk Refresh. Chả biết đâu vô hỏi bảo vệ nữa. Cái trung tâm thương mại này nó lớn lắm, nó tùm lum trong đó rất là nhiều hàng quán, trọng mình đâu có biết được cái quán này là quán nào đâu. Đâu phải nhỏ đâu các bạn. Mua ở trung tâm thương mại là mệt lắm mấy bạn ơi, phải gửi xe rồi tùm lum la chứ để ở ngoài sợ lắm. Nhưng mà đây cái quán này chắc gần nè, mình để ở ngoài luôn. Đây, đây là Gresemon nha, Gresemon 17 à. Xe để đông ghê luôn. Hiện đại đây mấy bạn ơi. Khó lại. Đây rồi. An toàn. Quá mẹ nó xe tải đâu vô đây luôn. Quán ở đằng kia, Mid Fresh ở đằng kia.
Wow. Order mình. Xong rồi các bạn, giờ chỉ ngồi chờ thôi. Xe lửa kia nguy hiểm quá ta. Đủ phải không chị? Xong, let's go. $69 một ly đây. Khá là mắc rồi nha các bạn. Cái này mình không biết cái gì nhưng mà chắc là ngon, ăn mát lắm. Thấy người ta ăn nhiều, đậu hũ là tùm lum đó. Đậu bơ nè. Để xí bên kia và đi bên đây. Bố rối quá. Bây giờ mình sẽ chụp hình lại báo lên Grab, nghĩa là khi mua một cái đơn hàng là phải chụp hình lại báo lên. Báo lên chứ. Ồ, cầm về luôn hả ta? Để cho nó khỏi đổ cầm về luôn đi, chắc ăn đi. Thank you.
mở cái trung tâm Crescent Mall này. Đây. Cái bên nào đây? Giờ mình sẽ thấy nhiều vấn lên luôn. Bốn cây hoa trời ơi, bốn cây hoa đó các bạn ơi, bốn cây hoa là bốn cây hoa. Máy thanh niên chạy tốc độ ghê thiệt, mình không có thích điều đó tí nào. Cái trung tâm thương mại này là nó có từ rất lâu các bạn. Nó tới quận 7 là người ta biết là Crescent Mall, rồi cầu Ánh Sao. Sau này nó mới có cái SC Vivo, là cái siêu thị SC Vivo, nó cũng gọi là cái mall. Cái mall nó thực chất là nó cũng giống như cái siêu thị thôi, nhưng mà nó to hơn cái siêu thị. Giống như là nó có như một cái chợ mà tập hợp nhiều cái mall, nó ở quy mô lớn hơn, nhiều tầng hơn, như là Aeon Mall ở bên Bình Tân á, Tân Phú á, em Tân Phú á, lớn á, nó gọi là cái mall. Còn cái siêu thị nó chỉ ở đẳng cấp là một tầng, hai tầng thôi, nó nhỏ thôi, như siêu thị cấp mát vậy á, không có gọi là không có sang chảnh bằng mấy cái mall này. Trời ơi, Google này là chỉ tàu lao không biết đi nữa. Chung là chạy phút đây là đi đại các bạn ơi. Cứ đi đại rồi Google nó chỉ là đi nào đi theo đó thôi. Chứ ai đâu mà rành được, đi nhiều rồi quen thôi. Dạo này giao đồ ăn nó ra nhiều hãng lắm các bạn ơi. Grab nè, GoViet nè, Now nè, Now là delivery á. Rồi thêm một ông mới nữa là ông Baymin nữa, mà không biết sao đây. Rồi sẽ đi về đâu? Này là 4 cây hoa nhưng mà Grab nó cho mình là 20.000. Bởi vì sao 20.000? 20.000 là vì mình được vô trong trung tâm thương mại các bạn. Vô trung tâm thương mại là phải gửi xe á. Các clip trước mình nói rồi đó. Là nó sẽ cho mình thêm 5.000 gửi xe. 15.000 cộng với 5.000 là thành 20.000. Mà mình lấy cái khó mình khó lại thì mình tiết kiệm được 5.000. Lời được 5.000 các bạn. Tiết kiệm được đồng nào thì hay đồng đó. Nên mình chạy ở đây mình rút được kinh nghiệm rất là nhiều thứ, mình biết giá trị của đồng tiền. Và đặc biệt là tiếc lắm, ghê thiệt. Bùi Văn Ba kẹo vô. Giờ này là 8:20 rồi, là người ta bắt đầu người ta ăn tối xong hết rồi. Bây giờ người ta ăn kiểu như ăn tráng miệng á, ăn giờ trái cây, chè rồi trà sữa rồi tùm lum hết rồi, là giờ người ta sẽ bắt đầu ăn những cái thứ đó. Đường trống trải vậy chạy ngon nè, đừng có kẹt bực bội lắm.
cái định vị trên bản đồ này là hình như cũng chưa chính xác, là người ta mới ghi trúng thêm cái số nhà với lại con đường đây một lần ba đúng. Con đường này nó giống như cái con đường mà ở bên Gò Vấp mà gì chợ Hạnh Thông Tây á, thấy không? Hai bên bản đồ đầy luôn, không biết có rẻ hay không nhưng mà mình nghĩ là sẽ có nhiều đồ đẹp và giá ok, tại vì cạnh tranh mà, cái gì đông rồi nó sẽ cạnh tranh đó, ép đồ đầy hết luôn. Bởi vì phía dưới đây là có cái khu công nghiệp nữa các bạn, nó bán nhiều là để phục vụ cho công nhân rồi đó. Như chợ Tết ha, ở quê làm gì có vụ này. Ở quê thì tập trung vô trong thành phố chợ đêm á. À đúng rồi, phải dùng cái từ chợ đêm mới đúng chính xác. Hay là chợ đêm nha. Tấp nập vui vẻ. Tính ra Việt Nam là mình thấy cũng hơi giàu rồi nha các bạn. Xe ô tô là coi như bây giờ mình giờ cao điểm là thấy toàn xe ô tô thôi. Toàn là xe ô tô. Mà một chiếc ô tô vậy là mấy trăm triệu đâu phải ít đâu. Giờ hầu như là người ta có tiền là người ta sắm hết. Đi cho nó an toàn, mát mẻ, sang chảnh nữa chứ. À, mình biết cái khu này rồi. Chỗ này là nó có một cái chung cư. Có một cái chung cư là khu chung cư này là mới xây. Là bà này, bà chị này bà nằm ở trong đó này. Ở trong đây. Rồi bạn đó. Đường N3 xuống nhà 13. Anh ơi, cho em giao đồ ăn. Cảm ơn nha. Bảo vệ thật là thân thiện. Có nhiều chỗ vô phải lấy chứng minh nữa các bạn. Đường N3. Đây là đường N3 số nhà 13. Số nhà 13. Grab food hả chị? Dạ dạ. Dạ đúng rồi. Phần cà phê. Cảm ơn chị nha. Giao hàng chớp nhón thiệt chứ. Chị khách chỉ ra sảnh luôn, ngồi trên ô tô liền, mới dắt ô tô có ô tô liền các bạn. Cảm ơn nha anh. Để nói là khu đại gia rồi mà chấp nhóm quá, cú xe này nhanh quá nhanh. Chưa gì hết, chưa nói gì hết mà đã giao xong rồi, bó tay. Ok, nhớ nhấn like, subscribe cho kênh của mình nha. Và hẹn các bạn sẽ đồng hành cùng với mình là trong những cái chuyến xe tiếp theo. Rồi.